Huấn luyện viên Erik ten Hag ca ngợi các thủ Manchester United đã giữ vững niềm tin để ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Brentford trên sân nhà Old Trafford. "Chúng tôi đã tự tạo ra vận may cho mình", huấn luyện viên ten Hag phấn khích khi nói sau chiến thắng ngược dòng trước Brentford ở vòng 8 Premier League tối 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Bị đội khách dẫn trước với tỷ số 1-0 cho tới phút thứ 90, nhưng cầu thủ vào thay người ở phút thứ 87 là tiền vệ Scott McTominay đã lập cú đúp chỉ trong 4 phút bù giờ. Đó là phút thứ 93 và phút thứ 97. Để giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên ten Hag tránh khỏi thất bại thứ 3 liên tiếp đáng xấu hổ trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1970. Manchester United đang trải qua một khởi đầu mùa giải vô cùng tệ hại khi đã thua tới 4 trong 7 số trận tại Premier League và để thua cả hai lượt trận mở màn vòng bảng Champions League. Chiếc ghế của huấn luyện viên ten Hag sẽ lung lay dữ dội nếu như tiếp tục thua Brentford trên sân nhà Old Trafford, nhưng cuối cùng McTominay đã trở thành vị cứu tinh cho chiến lược gia người Hà Lan. "Tôi thực sự tự hào về các học trò của mình. Họ đã không bỏ cuộc. Họ đã giữ vững niềm tin sau khi bị thủng lưới trước. Họ đã giúp chúng tôi tiếp tục tiến lên và chúng tôi đã tạo nên một bước ngoặt. Bạn cảm thấy sự bùng nổ. Để diễn tả cảm giác này, tôi không thể nói hết, nhưng nó là một cảm giác rất tuyệt vời", huấn luyện viên ten Hag phấn khích chia sẻ. Trong khi đó, tiền vệ McTominay cũng cảm thấy vui mừng không tả sau khi giúp Manchester United giành trọn 3 điểm bằng cú đúp bàn thắng ở phút bù giờ. "Tại câu lạc bộ này, tôi luôn được chỉ bảo mình không bao giờ được phép bỏ cuộc. Tôi ở Manchester United từ khi mới 5 tuổi, tôi hiểu cảm giác không bao giờ được phép bỏ cuộc hơn ai hết." Về phía Brentford, huấn luyện viên Thomas Frank thất vọng trước việc đội nhà sụp đổ ở những phút bù giờ của trận đấu. Chiến lược gia người Đan Mạch bày tỏ, "Bóng đá thật tàn bạo trong những khoảnh khắc như thế này. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất nhiều điều đúng đắn khi đến Old Trafford. Hiệp một gần như hoàn hảo, chúng tôi tạo ra sức ép cao, phản công tốt và xứng đáng dẫn trước. Tất nhiên là bạn biết đấy, trong hiệp 2 bạn sẽ bị áp lực ở đây. Tôi thực sự cảm thấy chúng tôi đã phòng ngự rất tốt và không tạo ra bất kỳ cơ hội lớn nào cho đối thủ cho đến những phút bù giờ thứ 3 của trận đấu." Trận đấu giữa AC Milan và Genoa ở vòng 8 Serie A vào đêm qua căng thẳng hơn tưởng tượng của nhiều người. Mãi tới phút thứ 87, Pulisic mới ghi bàn thắng mở tỷ số cho AC Milan. Thế nhưng, kịch tính chưa dừng lại ở đó. Tới phút bù giờ thứ 7, thủ thành Mikel Maignan của AC Milan bị truất quyền thi đấu trong pha lao ra khỏi vòng cấm để đánh đầu giải nguy. Người gác đền người Pháp có tình huống húc đầu gối vào ngực của đối thủ. Lúc này, AC Milan đã sử dụng hết 5 quyền thay người. Trong bối cảnh ấy, tiền đạo Giroud được trở thành thủ môn bất đắc dĩ trong vòng 5 phút cuối cùng. Điều đáng nói, trong vai trò này, Giroud lại thi đấu rất xuất sắc. Phút bù giờ thứ 13, Giroud bị đặt vào thế đối mặt với cầu thủ của Genoa. Tuy nhiên, tiền đạo này đã dũng cảm băng ra ngăn cản, cứu cho AC Milan một bàn thua trông thấy. Bên phía Genoa, thủ môn Joseph Martinez của Genoa cũng bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ thứ 11. Sau tình huống băng lên tấn công, anh đã phạm lỗi với cầu thủ AC Milan và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nhưng rất may, Genoa vẫn còn quyền thay người, cổ động viên không phải chứng kiến thủ môn bất đắc dĩ nào khác. Với chiến thắng trước Genoa, AC Milan vượt qua Inter Milan để dẫn đầu Serie A với 21 điểm sau 8 trận đấu, hơn đối thủ 2 điểm. Inter đã sẩy chân ở trận đấu sớm vòng này khi để Bologna gỡ hòa 2-2 dù dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút. Ở một trận đấu khác, Juventus đã giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng cùng thành phố Torino. Họ đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm.